Xin kính chào quý cô bác anh chị ạ. Hiện tại thì hai vợ chồng mình đang ở chợ Mèo Vạc đây quý vị. Hôm nay thì cửa hàng cũng đóng cửa khá là nhiều, bởi vì là hôm nay có chợ phiên ở những cái xã khác ấy, nên là cửa hàng họ dọn đi ở cái nơi có phiên chợ để đi bán hàng. Cho nên là hôm nay mình sẽ chọn một chút quần áo cho hai cháu mồ côi cũng như là ở với chú ấy. Ở đây thì cũng chỉ có một hai hàng này thôi quý vị, một hàng thôi ạ. Hôm nay thì nó khác biệt hơn mọi hôm bởi vì chỉ có chợ phiên. Hôm nay là hình như là chợ Khâu Vai hay sao quý vị. Còn ở ngoài này là Mèo Vạc quý vị nhé. Vợ chồng mình sẽ chọn một số quần áo cho hai cháu đó, cũng như là mua chăn, giày dép, quần áo cho hai cháu. Và hôm nay thì mình cũng mua được một số nhu yếu phẩm. Hiện tại mình đang gửi ở quán ngoài kia. Chút nữa mua quần áo xong thì mình sẽ cầm luôn cả cái đấy đi vào nhà hai cháu. Em bé mời tất cả mọi người cùng theo dõi video này, cũng như là lấy những cái số quần áo này tặng cho hai cháu mồ côi thay mặt Mạnh Thường Quân quý vị nhé. Đây thưa quý vị ạ, đây là cái số quà mà hôm nay hai vợ chồng mình cũng như là chuẩn bị cho hai cháu quý vị nhé. Mình hôm nay thì không mua đệm bởi vì là mình thấy cái giường của hai cháu ấy thì hiện tại thì chưa có, thì em bé sẽ mua tạm một cái chiếu 1m2 để tạm vào cái giường của hai cháu kia đã. Rồi hôm nay thì em bé vào sẽ gọi cả bên xã cũng như là chị Lía trưởng thôn vào nói chuyện đàng hoàng, rồi em bé sẽ tính chuyện về lâu dài cũng như là mua những cái đồ đạc như là giường cho hai cháu quý vị, giường với lại đệm. Hiện tại thì mình cũng chưa mua được nhé, bởi vì là em bé muốn vào đấy để xem là cái công việc như thế nào, để xem là hai cháu làm thế nào được tốt nhất ấy. Hiện tại thì vợ mình cũng đang mua mấy chiếc tất cho hai cháu. Ở đây thì mình có mua giày, rồi mỗi giày mỗi cháu một đôi, cũng như là dép cũng vậy quý vị. Đây là hôm nay mình sẽ vào và mình cũng mua tạm thời thôi quý vị ạ. Để sao mà hai cháu nó được chống cái rét nhất đã. Cũng may là hôm nay ở ngoài thị trấn thì cũng thấy nắng nắng. Và chút nữa thì em bé sẽ xuống dưới bên chợ cũng như là xuống dưới đây để mua một chút đồ ăn chín cho hai cháu dùng. Bởi vì là em bé cũng rất là sợ khi mà mua những cái đồ ăn thức uống vào, mua nhiều quá thì vào chỉ sợ là hai cháu không được hưởng ấy. Nên là cho bé sẽ mua đồ ăn chín vào và để cho hai cháu ăn luôn quý vị nhé. Bây giờ thì em bé sẽ mời tất cả mọi người cùng hai vợ chồng mình vào nhà hai cháu mồ côi để xem là tình hình hai cháu, cũng như là xem mặt cháu thứ hai. Hôm nọ mình lên thì cũng cháu thứ hai đi học nên là không có ở nhà quý vị ạ. Hôm nay không may thì trên đường xuống nhà hai cháu mồ côi, lúc nãy em bé vừa xuống tận dưới kia rồi, xe thủng lại phải dắt quay lại đến đây để vá quý vị. Có khả năng là phải thay xăm rồi. Em bé dắt cái quãng đường đi rất là dài cho nên là giờ rộp hết cái lốp vào rồi. Thay em đôi em mã phanh luôn anh ạ. Đi đường ấy nhiều là cũng mòn hết rồi. Rất là may mắn khi mà ở đây nó cũng cách khoảng tầm hơn 1 cây số rồi quý vị. Em bé vừa dắt lên trên kia và vợ mình thì cũng đợi đây. Bây giờ lại chuẩn bị lên đường vào nhà hai cháu mồ côi. Mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi nhé. Đi lấy đồ sang đây. Đây, hai vợ chồng mình cũng vừa đến cái điểm mà chuẩn bị xuống nhà hai cháu quý vị. Hôm nay thì đồng hành với mình có cả em Trứ nữa quý vị nhé. Xuống như là cùng mình chút nữa phụ anh xách cái này xuống, xong rồi hộ phiên dịch. Hôm nay có chị trưởng thôn dưới này cũng phiên dịch giỏi phết đấy chứ ạ. Bây giờ chị xuống dưới trước rồi quý vị nhé. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ cùng nhau xuống nhà hai cháu. Cái tuyến đường bên kia là cái tuyến đường vào trong bản của bí thư Giả quý vị ạ. Cũng ngay gần đây thôi nhưng mà ở đấy thì không có đường tắt qua đây, mình phải đi vòng đường đất cơ.
Đi đường nào? Đi đường này mà. Đường này, đường này. Hôm nay hy vọng là cháu thứ hai ở nhà quý vị. Bởi vì hôm nay là thứ bảy á. Nếu mà theo lịch học của các cháu học sinh ở đây thì cũng được nghỉ thôi. Và hôm nay thì mình cũng mời cán bộ xã vào trong nhà của hai cháu cũng như là cùng nhau nói chuyện. Nhưng mà tuy nhiên hôm nay là có đại hội hay là cái gì đó ở ngoài huyện quý vị. Hôm nay thì ở ngoài huyện rất là náo nhiệt. Thì các cán bộ xã hôm nay đã ra huyện rồi, không có ai đi theo mình được. Thì sáng nay mình cũng có trao đổi với lại anh Báo, phó chủ tịch hội đồng ấy, thì cũng có cái gì là cũng dặn dò chị Lía trưởng thôn đây hết rồi quý vị. Chị tuyến đường này nếu mà có xe máy thì cũng không thể đi được quý vị nhé. Đây chính là căn nhà của hai cháu đấy quý vị. À, đợi em lâu không chị? Xe em bị thủng. Đợi lâu lắm rồi. À, các cháu hôm nay ở nhà hết không? Có mà. Cháu đi học cái cháu thứ hai đâu? À đây à? Đây cháu Trông đây à? Thế đi học biết nói tiếng phổ thông chưa con? Năm nay học lớp mấy rồi? Con học lớp mấy? Chưa biết nói. Lẽ ra là phải đi học là phải nói được chứ, hay là ngại ngại chú phải không? Đây quần áo này, quần áo mót thôi. Đây chiếc quần áo này quý vị nhá. Cháu Tùng thì hôm nay vẫn mặc bộ đấy. Thì hôm nay thì vào đây thì có mua mấy bộ quần áo vào cho các cháu rồi. Hôm nay cũng may là ấm ấm. Vâng. Bây giờ để tạm đồ đây đã. Mình vào thì có mua thêm mấy bộ quần áo. Đây là chiếc áo chị Lía nhá. Dạ. Đây là của chị Hoa ở Đài Loan gửi tặng chị. Dạ, chị mặc thử xem có vừa không? Đây tặng chị á. Vâng. Thế thì chị xin nhá. Cảm ơn nhá. Vâng, đây là quà của chị Hoa ở Đài Loan đấy chị ạ. Thế là chị xin nhá. Dạ. Ý là kiểu là điều trời cũng lạnh rồi vâng. Sao lại vác cái này đi nữa. Vừa đi thì khó. Đấy vừa vừa. Đấy vừa đẹp đấy. Vâng. Ta gửi lên cảm ơn nhá. Vâng vâng ạ, được rồi. Thì cháu thứ hai đâu, cháu đây mình cởi cái này ra hết đi. Xong rồi khả năng là gọn cái quần áo cũ của cháu để vứt điệu. Cái này còn mặc cái gì nữa? Để cho hai cháu mặc bộ quần áo mới. Hôm nay thì cũng đang nắng rồi, không cần mặc áo phao vội cũng được. Nhưng mà chút nữa cứ thử mặc xem là hai cháu có vừa không. Đây này. Cháu Trông này. Đi vào đây chú bảo nhanh. Đấy quần áo mới. À, không có cái áo không có cái áo cọc nào luôn. Lấy cái áo cọc và mặc cho cháu đó. Mua bộ cơ mà. Đây bộ đây. Bộ đấy. Ừ, đây mà mua gió đây. Không mua cái áo thun nào. Quên rồi nãy. Trời ạ. Đã mua hai bộ này với lại mua quần với lại mua. Cháu làm gì còn cái áo thun nào ở nhà ấy? Đây, bộ này là cũng này, vừa. Đi vào thay nhé, đi vào. Con đi vào thay quần. Đây là mặc áo này ra ngoài, cháu lại còn cái áo phông. Tức là vẫn lạnh nhưng mà phải mua áo phông kiểu gì kiểu. Đi vào thay quần đi.
ok 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 đây hôm nay thì hai vợ chồng mình có mua cho hai cháu mỗi người là hai bộ. Đây là áo loại áo gió để các cháu là áo lỉ ấy, quý vị, để thay nhau, còn cái áo phao nữa. Mỗi cháu là hai bộ, còn áo phao là mỗi cháu một cái. Thì trước tiên hôm nay lên thì khởi đầu là mình sẽ mua bằng đấy trước. Và đây là cái chăn của hai cháu mồ côi đây quý vị. Đây là những cái chiếc áo không biết là của ai đấy. Đây chắc của hai cháu ấy, áo được mặc đi học đây sao? Không phải đâu, cái này của cháu. Đây mà. Chiếc này chả của hai cháu chứ của ai. Đây. Cái này xem thì bộ quần áo nào của cháu thì cũng bỏ hết đi rồi. Mấy cái này đây này quý vị, đây chiếc quần áo này, cái này của em, của trông cái nhỏ này. Vâng, à vâng, ra đây chú xem nào. Đây quý vị nhé, đây là em trông. Hôm trước là mấy chị em mình lên là không có ở nhà, cháu này là đi học. Vâng, hôm nay thứ bảy là được nghỉ thì hôm nay thì cũng mới bắt đầu là có gặp mặt ở nhà thôi quý vị. Đổi dép đi con ạ. Mặc dép mới luôn. Nhưng mà con đi học con phải nói tiếng phổ thông chứ, con đi học con phải nói tiếng phổ thông chứ. Ngại, chắc là ngại thôi đúng không? Vâng. Vâng, thế là rất là đẹp. Đây đôi giày này chắc là cũng vừa. Con xin chứ, hai tay chứ con. Hai tay nhá. Được rồi. Tay con thì sao đây, thì sao? Đây là làm đi bốc cái gì sao lại sơ xác hết này. Đây là áo xịn nhé, loại đẹp nhất đây quý vị. Cái này của chồng cháu nhỏ, chồng chồng. Chắc là vừa. Tức là dài dài để sang năm mặc tiếp. Nhưng mà cái này ý ra xem có nó có rộng quá không ấy. Không thì mình lại phải đi đổi. Như thế này cũng được. Đây mùa đông này là có cái áo phao như thế này thì các cháu nó cũng đỡ lạnh hơn. Hôm nay thì mặc bộ đồ mới vào thì nhìn hai cháu cũng sáng hẳn lên. Cũng rất là may là cũng trời bắt đầu vào đông thì cũng gặp được mình cũng tìm đến hoàn cảnh của hai cháu, cũng như là được các mạnh thường quân cùng nhau chung tay ủng hộ hai cháu. Đây là 10 đôi tất quý vị nhé. Bảo là hai anh em chơi chơi nhau mặc bằng giày. Chơi nhau mặc mỗi người đấy. Còn dài. Đây là loại giày nhất đấy, mua loại xịn nhất rồi. Cả quần áo cũng như thế. Vâng. Bởi vì nó có một cái loại hàng là cái hàng xôn bỏ lại từ năm ngoái, cái loại đấy bán rất là rẻ, nhưng mà tuy nhiên thì
mình không ấy, mình để cho mua cho hai cháu loại nó phải dày một chút thì nó mới sẽ đảm bảo hơn quý vị. Còn quần lên nữa. Còn quần bò mà. Mua hai quần bò với lại ấy. Để cho các cháu có cái móc ấy, bây giờ là mình phải có mà, mua phải móc này. Tìm cái chỗ nào để móc lên cho hai cháu. Có mua về đây rồi. Mua về đây mà, cũng đầy đủ hết rồi. Cháu Tùng này. Có cả cái dài hơn này. Cả hai cái. Có cái này là dài hơn này. Đây, đây cái ngắn này của Trung. Trung. Đây là đây, này của cái Tùng đấy. Đấy. Thế là để con thì các con cất cái này đi. Thôi được rồi, cứ mình để không người tí cho cháu không biết. À, sợ là không biết bộ nào cái gì. Đây là của con ôm lấy đi. Được rồi. Cái này phải chia ra cho cháu không biết. Chia ra thì bây giờ là cái quần áo cũ này của hai cháu là bỏ đi nhá anh chị nhá. Vâng. Nếu đôi móc này tí là mình quên là mua một cái ấy để các cháu làm móc ở đây. Hôm nay là tạm thời là mình cứ mua bằng này trước quý vị nhá. Thì đây là cũng là cái số quà của hai cháu này. Đấy, đây là cái phần bột giặt cũng như là bàn chải đánh răng đây của các cháu đây nhá quý vị nhá. Và trong này là cũng có bánh kẹo của hai cháu này. Mình cũng mua ít thôi quý vị. Đây là cái số quần áo của cả các cháu đây quý vị. Hàng ngày các cháu vẫn mặc những cái bộ đồ như thế này. Đây không phải cái này của hai cháu đâu. Nhưng mà nó cũng nhìn được không nó ngả hết màu rồi. Để áo để học này. Còn mấy quần này thì bỏ đi. Không để nữa. À xong rồi con treo tạm vào cái trong kia cũng được. Không để xem. Chị bảo mấy cháu là cái này là phải nhớ nhá, nhớ không phải hai anh em mặc lộn là cái ngắn cái dài ấy. Cái này là của em, cái này là của em. Đi cho tí cho Lu nhé. Này của em. Cái này con lên của em. Vâng. Anh em đi túi. Nó phải tể tể đi. Tôi cho cháu có cần là bác hỏi cháu từ cảm ơn anh chị. Con nói tiếng kinh nào, con nói tiếng kinh nào, con cảm ơn đi. Không biết nói tiếng vì đa số ở đây là tôi là dân tộc Mông. Nhưng mà đi học từ lớp 3 lấy ra phải cũng phải am hiểu một tí chứ nhỉ. Em hỏi là đi về các cô giáo ở đây là đi dạy là dạy bằng tiếng Mông hay là dạy bằng tiếng kinh cả hay tia luôn à, tiếng. Nếu mà nó cả tiếng kinh thì không biết. Đúng rồi, bây giờ cô giáo mà dân tộc ngoài vào đây là dạy cũng không ăn thua gì luôn. Phải dân tộc đây có thì một cô năm ngoái vào đây không biết, không có không biết tiếng Mông cũng không dạy được các cháu đâu mà không dạy được cô đấy cũng đổ luôn mà đấy. Cái này nóng rồi, cởi ra thì cởi ra mà. Được rồi, mặc cả bộ áo kia thôi. Mặc vào thử xem là có vừa hay không. Được rồi. Bây giờ là hai cháu là cất đồ riêng đi à. Bảo chị là cái này là cái đồ của hai cháu thôi nhá. Rồi rồi. Uống đi con. Cho chia hai anh em chia nhau. Cho anh một cái. Ờ đúng rồi, các cháu đi rồi thì các cháu thì biết ấy ở đâu. Ở đây một tí tạ. Cái này là màn à? Màn. Bây giờ là dọn mấy cả chữ em ơi, cùng nhau anh em mình hộ nhau dọn cái chỗ này ra để giải cái chiếu ra tạm đi nhỉ. Xong thì hôm nay căn bản là mình cũng chưa nói chuyện xong cũng chưa dám mua cái giường thì chút nữa cả với chỗ chị Lía này mình cũng nói chuyện với lại anh chủ nhà xem là như thế nào quý vị nhé. Cái đấy thì bỏ đi, toàn cái quần áo đấy thì còn. Ừ.
Đã ăn cả hơn đi ngủ. Đây là thịt quý vị nhé. Ít nữa mình cho hai cháu ăn. Đây mặc bộ này rất vừa và đẹp quý vị. Tuy nhiên là còn thiếu áo thun ở trong rồi. Cháu này hiện tại là còn chưa có áo thun. À, để lần sau hoặc là buổi sáng ngày mai vào thì em bé sẽ mua áo thun quý vị nhé. Bởi vì là cứ nghĩ ở nhà cháu là cũng có một cái áo thun áo ấy thì mua một cái áo gió này với lại một cái áo phao. Mỗi cháu là được hai bộ áo áo gió này, hai cái áo phao. Chị Lía cũng có một xuất quà. Dạ. Ở đây là cái giường, cái này là mình mua tạm là cái chiếu 1m2 này quý vị. Nhưng mà tuy nhiên cái giường này chắc chỉ được 1m thôi. Được 1m thôi, không đến 1m2 đâu cái này. Tại vì cái chiếu là chiếu m2 rồi. Chiếu m2 rồi. Chiếu này là chiếu nhỏ nhất rồi. Này chỉ được 80 phân thôi. Ở kia còn, ở đây chỉ được 70 phân thôi, kia phải dư ra 30 phân. Đây, hai cháu là... bây giờ dặn dò hai cháu là cứ ngủ tạm ở đây nhá, để xem là chút nữa mình nói chuyện các thứ là xem là như thế nào đã. Vâng. Đây, đây hai cháu sử dụng cái chăn này mà đắp nhá. Chăn này là chăn riêng của hai cháu thôi nhá. Chỉ vì bảo hai cháu cứ dặn gia đình là như thế. Để xem là mình về sau mình tính lâu dài thì ấy sau chị ạ, chút nữa mình tính. Đây, cái này là cái màn này. Ờ, tìm dây thì chút nữa mình sẽ căng cho hai cháu. Đình cái này à. Có đình cái này thì dễ thôi, nhưng mà căn bản là cứ từ đầu thì mình cứ tạm thời này đã quý vị nhé. À, nói chung là để hai cháu có một cái chỗ để buổi tối ở đây, hôm nay ngày nắng nhưng mà buổi tối ở đây rất là lạnh quý vị ạ. Đây là cũng một chút thịt này cho hai cháu, một cố gần được chấm. Đây thịt nướng quý vị nhé, ba chỉ nướng. Này, tí các con cùng nhau ăn cơm nhá. Chú sẽ ở đây cùng xem các con ăn cho vui nhé. Gia đình có làm tí cơ để à, thế. À, gia đình cũng làm cơm à? Làm cơm mà chị đang. À, thế à. Thế anh... Chí giờ chủ nhà bảo là chí giờ có thêm video mà. À, thế. À, thế, thế. Đấy là em chú là đang ngồi trong đấy. Vâng, vâng. Thôi tí anh em mình nói chuyện sau anh nhỉ. Dạ. À, con cứ lấy vào trong chạn thì cất xong thì cùng nhau ăn được. Vâng. Đây cả bánh kẹo này nữa này con, hai con. Đây, để con giữ bánh kẹo này. Đây của con nhá. Của con nhá, của hai anh em con nhá. Đây cái giày dép của hai cháu cứ treo tạm vào đấy đó. Đây là cái tất. Đây là cũng là cái căn phòng của hai cháu ở đây ấy nhỉ. Chị nhỉ. Dạ. Vâng. Đây cũng không ngăn thua gió lùa vào đây. Vâng, ở đây cái chăn này là dạng chân to. Hôm nay là em tưởng cái này còn được 1m2, em mua tạm là cái chiếu này là 1m2 này, nhưng mà tuy nhiên vẫn còn ấy lên đây nên hai cháu là cũng không đủ mà ngủ đâu. Để xem là chú nó nói chuyện với lại chú cũng như là ấy xem là như nào thì mình mới sắm cái giường sau quý vị. Cái này chỉ được 1m, không được 1m rồi, 70-80 phân thôi. Thưa quý cô bác anh chị, hôm nay là cái số quà mà em bé có mua lên nhà hai cháu là cháu Trông với lại cháu Tùng ở Chu Lũng 1 đây. Ở đây cũng có chị Lía sáng nay vào đợi mình khá lâu nha. Tuy nhiên này xe mình có trục trặc thì mình vào hơi muộn một chút quý vị nhé. Hôm nay thì mình có mua đầu tiên là thịt này. Chỉ giá là 80.000 quý vị nhé. Tức là thịt nướng ấy ạ. Sữa cộng với lại bánh là 120.000. 4 bộ quần áo. Loại nỉ là 140 một bộ. Tức là bộ này quý vị nhé. Đây cháu Tùng hiện tại thì cũng đang ngồi gần mình. Giày thì mình mua cho hai cháu. Mua cháu là một đôi, trị giá là 240.000 đồng. Hai đôi dép là 40.000 một đôi, là 80.000 đồng. 10 đôi tất là loại giày quý vị ạ, là 12.000 một đôi, tổng là 120.000 đồng.
hai áo phao, mỗi cái là 160.000, trị giá là 320.000 cả hai quý vị nhé. Quần bò ấy thì mình mua là 90.000 một quần, là hai quần quý vị, tổng là 180.000 đồng. Hai quần thể thao 80.000 một quần, tổng cộng là 160.000. Cái số tiền mà mua về cái phần quần áo này là không có biên lai, cho nên là mình có ghi rõ vào cái danh sách của cái sổ của mình thôi quý vị. Còn về cái phần này là ở cái cửa hàng lớn là người ta có biên lai này. Đây là cửa hàng mình cũng hay mua đấy quý vị nhé. Hôm nay mình có mua thêm là chăn, gối, chiếu, màn, xà phòng, bột giặt, kem đánh răng, móc này, xà phòng tắm, bàn chải đánh răng. Chị ở đây chưa không thấy khăn mặt nhỉ? Đây này, chưa ghi sao ấy? Chưa ghi khăn mặt. Chưa ghi khăn mặt. Tuy nhiên là mình có mua hai cái khăn mặt cho hai cháu quý vị nhé. Tổng cái chỗ này là mình tiêu đi hết là 648.000 đồng. Vậy cái số tiền ở trên này mà mình mua quần áo các thứ này này quý vị, lúc em đồ em ấy vừa đọc xong là 1.860.000 đồng, cộng với lại 648.000 đồng, bằng hôm nay cái số tiền mình sử dụng vào nhà hai cháu là 2.508.000 đồng quý vị nhé. Và cái số tiền này thì được các mạnh thường quân thời gian vừa qua ủng hộ như sau. Cái số tiền ngày hôm nay mà các cô chú anh chị thời gian vừa qua đã ủng hộ cho hai cháu cũng rất là nhanh. Và sau đây là cháu bé cũng xin phép là đọc những danh sách quý cô bác anh chị mạnh thường quân gần đây đã gửi về cũng như là ủng hộ cho hai cháu đây quý vị ạ. Ở đây thì cháu bé cũng nhận được thêm một số các nhà hảo tâm. Tuy nhiên thì đến thời điểm này là cháu bé chưa nhận được cái số tiền chưa đến, hoặc là những cái các cô gửi qua Western Mu Điền ấy là cháu vẫn chưa đi lấy được, bởi vì hôm nay thời điểm là thứ bảy chủ nhật nên là họ chưa có làm việc đấy, nên là thứ hai thì có gì thì cháu sẽ bổ sung sau quý vị nhé. Một là có cô Loan ở thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ cho hai cháu là 1.000.000 đồng. Có cô Vui ở Long Khánh Đồng Nai là 3.000.000 đồng. Cô Đài ở thành phố Hồ Chí Minh là 1.000.000 đồng. Chú giấu tên ở Thái Bình là 1.000.000 đồng. Có nhóm Rát là 2.000.000 đồng. Có chị giấu tên ở Quảng Ninh là 2.000.000 đồng. Có chú Phi ở thành phố Hồ Chí Minh là 500.000 đồng. Có ông Nguyễn Đình Du ở Thụy Điển là 3.609.000 đồng. Tổng số tiền mà các mạnh thường quân đến thời điểm hiện tại hôm nay là vào thứ bảy ngày bao nhiêu ha? Nên ngày mùng 7 tháng 11 hiện tại là cũng gần giờ trưa rồi, là cháu bé tổng số tiền nhận được là 13.109.000 đồng. Đây là số tiền để ủng hộ cho hai cháu. Và cái số tiền hôm nay ấy thì như mọi người đã biết thì vừa rồi em bé cũng đọc là cái danh sách mua những đồ dùng nhu yếu phẩm cho hai cháu, cũng như là mua một chút thịt, cả hai hộp mì tôm gói hộp lớn lớn đấy quý vị ạ. Hộp gói 10.000 một gói ấy, và một hộp ấy ạ. Tổng cái nhu yếu phẩm đó là cháu bé có mua hết là 1.860.000 đồng quý vị nhé. Gọi là quần áo, giày dép, sữa, bánh kẹo này, cả tất tần tật ở đấy. Còn cái phần chăn màn các thứ này thì cháu bé cũng có biên lai rồi, thì lúc nãy mọi người cũng đã biết rồi nhá, là tổng cái số tiền đó là hôm nay mình mua hết cái ở cái biên lai này, chăn màn các thứ này là hết 648.000 đồng. Tổng cộng lại của nhà các cháu hôm nay mình sử dụng đi là 2.508.000 đồng, và số tiền của hai cháu hiện tại còn dư lại là 10.601.000 đồng. Là cái số tiền này thì chút nữa thì mình cũng cùng chị Lía bên trưởng thôn này để xem là nói chuyện xem là tương lai của hai cháu cũng như là sắp tới thì các cháu sẽ như thế nào, thì mình cũng nói chuyện với lại cả anh chủ nhà mình tên gì ha, anh chú tên gì ha, chú Tủa. Vâng. Thế sau khi mà nói chuyện với lại anh Tủa xong thì cũng rất là mong được các comment của quý cô bác anh chị cũng như là các bác cùng nhau góp ý để làm sao cho hai cháu có một cuộc sống nó được ổn định nhất, mà hai cháu nó được một cái tự do hơn quý vị nhé. Mình rất là cảm ơn ạ. Chị là trưởng thôn của thôn này, hai cháu không biết tiếng là chị cảm ơn hai cháu ấy. Cảm ơn hai chị anh chị đã có tấm lòng si giúp đỡ hai cháu để có một gia đình ổn định và ấm no hơn. Vâng. Rất cảm ơn hai chị.
Vâng ạ. Em cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Chị ngay đây thì em cũng mong là cái thời gian sắp tới là cũng để ý hai cháu hơn một chút. Thì không cháu bé cũng không biết nói gì hơn là cũng xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân cũng như là các nhà hảo tâm. Thời gian rất là nhanh chóng thì các bác cũng như là các cô đã gửi phần quà về cho các cháu rồi. Và cái số quần áo đó thì cháu bé cũng vừa bỏ đi rồi, không còn sử dụng cái đấy nữa. Tuy nhiên là hai cháu hiện tại là chưa có cái áo thun này thì là mấy một hai hôm tới là em sẽ mua vào cho gia đình của hai cháu đây. Vâng, cháu Tú. Vâng. Không phải là cháu Tùng đâu đúng không ạ? Vâng. Cháu Tú. Tú. Mi Tú. Vâng ạ, vừa Mi Tú. Vâng. À. Còn cháu này là vừa Mi Trông. Vâng. Vâng vâng ạ. Cảm ơn chị nhé. Vâng. Cũng vui không con? Uống sữa đi, ăn đấy ấy thì uống sữa này. Kính thưa quý vị, bây giờ thì mình với cả bên chị Lía cũng như là anh Tủa là người chú của hai cháu mồ côi. Bây giờ thì mình nói chuyện về cái tình hình của hai cháu hiện tại ấy. Ông hôm nay lại tiếc không ở nhà nhỉ? Bây giờ tình hình là hai cháu bây giờ là ở nhà mình ý là mình lại không có khả năng nuôi đúng không anh? Vừa nãy em cũng hỏi là mình bởi vì anh có mấy cháu bây giờ? Có hai cháu. Hai cháu. Hai cháu. Vâng. Thế thì bây giờ em có một cái đề xuất như này nhé. À, bây giờ trước tiên thì em cũng xin phép hỏi là cái gia đình là vẫn còn đất đai gì không, của hai cháu cũng như của ông này này. Ông này hai cháu thì có một tí nữa rất không là được nhà, cũng là một tí thôi đúng không, chắc là cũng chỉ trồng một cân hai cân thì đấy. À đấy, một hai cân ngon. Vâng vâng. Thế thì bây giờ em có một cái đề xuất với gia đình thế này. Anh là bây giờ là còn hai cháu nhỏ này, với lại cả cái nhà mình này thì cũng không có khả năng là nuôi hai cháu như thế này, thì em cũng mong muốn là nếu mà như thế thì để em liên hệ với lại thứ nhất là cái bên bảo trợ trẻ em ấy nhá anh nhá. Đấy, xong rồi em sẽ là liên hệ với xã này, liên hệ với chính quyền trên xã mình này, rồi có cái chương trình mà đưa hai cháu đi vào cái trung tâm bảo trợ ấy chị. Đấy là các cháu ở đấy nó cũng được ăn học nó đàng hoàng anh nhá. Như vậy là không biết là gia đình mình thế nào, về phía gia đình mình ấy. Nếu mà được thì... Tức là cũng tiến triển cũng khá nhanh anh ạ, bởi vì là cái này là này nó cho là một phút mà chỗ này cần đó rồi. Chứ là khi chế cận ra rồi mua đất cây của anh ta rất nhiều nhé, không à, tại không đúng không, con của anh ta sẽ ở những này cứ tin mà cứ tin mà cận anh ta rồi cứ tin mà cứ tin nhóm này tao cứ tin trên này nhóm này nó lo trên này nhóm này phá tạm chỉ thế là thôi, mẹ nuôi nhà tụi ta mẹ thích cho nó tụi ta để xin phần đó. Thảo cho nó tụi mẹ nó khá sức tụi nhưng mà là nhưng mà là trả hạ sẽ tụi nó là của bao sẽ đây là cho lô đây là bao không có thế mà nên ở thế tụi bao nó chân mà chứ nhớ nhớ qua tao chứ thằng mẹ ấy à ông mua cà phê xuống đi chỗ cả thế à nhân đi ăn trộm mà nhân chúng nó trộm một cái tục xí này ông à chân này nhá chị là ông không chơi chơi mình nhớ tỏ tỏ như kia tao xí tức là bây giờ thế này nhá, mình đi vào cái trung tâm bảo trợ này thì là cũng có các cô chú bên nước ngoài hàng năm hàng tháng thì người ta vẫn gửi tiền về cho hai cháu này, thứ nhất này, thứ hai là đến cái năm những cái thời gian mà đi vào trung tâm bảo trợ đấy thì vẫn các cháu muốn về thăm nhà thăm quê nhà thứ này vẫn bình thường mà không phải là gò bó cũng không là chèn ép gì mình đâu, nó cái đấy là cái khu trung tâm bảo trợ ấy, một là như thế, một là vào cái trung tâm bảo trợ, hai là cái thời gian hôm qua hôm kia em lên đây là cũng quay xong cái video là cũng có một số cô chú là cũng muốn nhận làm con nuôi ấy. Nhưng mà tuy nhiên kể cả con nuôi hoặc là vào trung tâm bảo trợ thì em cũng sẽ
làm cái giấy tờ đàng hoàng, cũng như là các bác muốn muốn nhận hai cháu làm con nuôi là lên tận xã này để làm dấu đỏ các thứ đấy, kiểu như thế. Không biết là gia đình bây giờ, ý mình là gia đình mình là các cháu là đi kể cả là con nuôi hay là đi vào trung tâm ở chợ cũng được anh ha, đúng không ạ? Bây giờ cái này về tối về bàn bạc với ông đã cho mình để chợ ấy qua thôi. Ông bây giờ làm gì có khả năng nuôi hai cháu mà bàn với ông. Khuyên anh là bảo là em thì cứ để ở lại. À, anh vừa là muốn để hai cháu ở lại. Em vừa khuyên anh là để hai đứa này ở lại. Thì em thì cho đi vào trong đấy. Nhưng mà không có khả năng nuôi thì phải cho đi thôi. Mãi giờ chụp cầu cơ. À, giờ thì mà ba tuần mình chỉ lo mua cẩy xong thế để nhớ đúng chơi cái giờ được. Em chụp mình là. Anh, không nổi, không thế là cho vào trong trung tâm ở chợ đây chưa? Ở trong đấy còn tốt hơn ở ngoài mình ấy, bởi vì là trong đấy các cháu nó có được ăn uống đầy đủ, được đi học mà, để cháu cho lớn cho nhỏ được đi học hết. Uống chè cho cả nhớ chè, một trong hai thôi. Bây giờ là mình như thế. Ở nhà mình thì anh là có hai cháu nữa, cả ông nữa. Cho nhẹ, bắt chỉ toàn cái này, bắt cả mấy người. Nhưng mà sao kiểu thế, tức là đi vào trung tâm ở chợ vẫn có thể học hành bình thường kể cả quá tuổi. Bởi vì có các bác ở nước ngoài, trong đấy là có một cái nhà tài trợ là hàng năm là cũng gửi tiền về rồi. Bây giờ là vấn đề là mong muốn là vận động gia đình cho hai cháu vào đấy là một. Thứ hai, nếu mà anh là không có khả năng nuôi ba cháu ấy, thì có thể là ở cái khu vực nhà mình này có cái đất biết gì có thể nhường cho hai cháu một cái mảnh đất nhỏ nhỏ để làm dựng một căn nhà được không? Được không? Để hai cháu, để ba ông cháu là chuyển sang một làm một cái nhà riêng ở ngoài ấy. Nhưng mà tức là nhà mình là cũng có đất đúng không? Có. Tức là em ý em là nhường, nhưng mà anh phải làm giấy tờ á. Phải làm giấy tờ có tên của ba ông cháu. Được không? Nhưng mà tao giờ tao cá mà giờ tụi mà tụi tao mới biết tụi si chỉ khác gì. Chỉ khác nhau, giờ tụi tao biết tụi chỉ à một chăn à. Được gì? Chưa ai gần bảo được gì? À, thế. Là tôi phá lên tàu rồi, cho mày tu chạy. Là phá đó, tu chạy rồi, ô chả, nhà thế mà, tu một bao tuổi này vì mua tu chính nhau sẽ chúa tu sửa. Chỉ mình nhau, nhớ thì quá tầm mà với con trai mày cho lan nhau là. À, vâng. Thì à. Tức là, nhưng mà đó, bây giờ thế này, tức là bây giờ em bảo này, bây giờ cái mảnh đất nhỏ nhỏ bên kia thì anh cứ làm đi, bây giờ mình, hai vợ chồng anh thì đi lại được, có xe máy đi lại, cái mảnh đất mà anh mở cho đâu nhỉ? Tiền ấy, xong rồi để cháu, hai cháu ở đây một mảnh đất nhỏ nhỏ, xong rồi cho hai mấy ông cháu xin ít vườn để làm vườn. Nếu mà có điều kiện em kêu gọi được các mạnh thường quân thì có thể là làm một cái nhà cho ba ông cháu ra đấy ở riêng ấy. Để ba ông cháu có một, tức là làm nhà rồi nhưng mà cũng phải có một chút ít để trồng ngô, trồng mền mén để sau này còn canh tác đi anh. Anh thấy thế nào? Nhưng mà bởi vì là có một cái nhà, có một cái nhà không thì con cháu sau này thì không có đất đai gì thì cũng khó. Chia cho một ít gì? Thế anh nói được phải làm được đấy. Nếu mà chia thì cũng phải có giấy tờ đấy anh ạ. Bắt tay rồi đấy, ở dưới em bắt tay là không từ chối đâu nhá. Vâng vâng. Ô tù
mà nhỉ, ô tụi mình nhận chơi mà nhỉ, ô tập phải khó, mà nhỉ là cứ chúa là ba, ba là tụi mình luôn chơi. Cứ dùng mà chơi, dùng đồng nhớ tắt vào cho mình mua trả cả, dùng mua cái đồng gì đó phải nhị cầu để uống. Để cho hai cháu ăn mì tôm đây luôn quý vị. Hiện nay thì mình cũng mong muốn là đưa hai cháu đi trung tâm bảo trợ trẻ em, có một tức là có hội từ thiện Thánh Ca Thiên Hương ấy, là một. Thứ hai là có các chú cũng như các cô cũng thời gian vừa qua cũng gọi điện cho mình hỏi xem là có nhận được con nuôi không ấy. Thì đây cũng là câu trả lời của gia đình đối với lại các cô. Tức là gia đình này có, đây là người chú mà ở nhiều video, ở video trước thì cháu bé cũng nhắc đến rồi, thì người chú tên là Thủa quý vị nhé. Còn đây là các bác, đây là anh em ở trong nhà mình à, bác ấy, anh em đúng không ạ? Anh em không, anh nghe không phải anh em nhà mình, anh nghe họ hàng, tức là họ hàng nhà mình. Vâng vâng, tức là cũng có quyền để quyết định xem là các cháu như thế nào đấy đúng không? Vâng. Thế thì gia đình cũng như là có bác này là mong muốn là cũng không muốn các cháu đi vào cái trung tâm bảo trợ nên là cũng hơi là khó khăn. Tuy nhiên ở đây thì cũng có một chút là nhóm nhấn tin vui, đó là có anh chú này thì cũng muốn mở lối cho hai cháu một cái con đường, đó là cho một cái mảnh đất ở gần nhà chú hiện tại này. Hiện tại thì cháu bé cũng chưa biết là ở chỗ nào quý vị, để cháu bé, để ba ông cháu ấy ạ. Thì hiện tại hai cháu này cũng như là còn một ông nữa thì gia đình của anh hiện tại là không có thể, không có khả năng, theo lời anh nói là không có khả năng để nuôi hai cháu cũng như là ông ấy đấy. Cho nên là anh cũng, mình cũng vừa nói chuyện thì anh cũng vừa nói là cho hai cháu một cái mảnh đất nho nhỏ ở gần nhà. Tuy nhiên thì nếu mà có cho thì mình cũng sẽ làm giấy tờ hết quý vị nhé. Để cho hai cháu làm sao sau này có một cuộc sống nó ổn định nhất. Và trong khi đó thì mình cũng vừa hỏi anh là xin một cái mảnh đất nho nhỏ để ba ông cháu có thể canh tác về sau này, cũng phải có giấy tờ cho các cháu. Nếu mà có mọi người có ý kiến gì ấy, như là Mạnh Thường Quân cũng như là khán giả có ý kiến góp ý với lại kênh của em Linh Văn Bé thì có thể là comment phía dưới để em bé cùng tham khảo cũng như là góp ý để làm sao cho hai cháu có một cuộc sống tốt nhất quý vị. Như nào hả chị? Vấn đề ý bảo là trước kia là anh trai đấy là chú này vẫn được 9 tuổi thôi, thì là chắc là ông bảo một thằng lớn này thôi, thì anh đấy bố của hai cháu này bán đất kia hết rồi, chẳng có tí nào hết rồi. Bán đất hết rồi. Bán hết rồi, bây giờ là tí nào. Vâng. Bây giờ là chú đồng ý chia cho một phần. Chú đồng ý chia cho hai cháu một phần. Vâng. Bởi vì là trước là ông là cũng chia đôi cái phần của hai anh em ra rồi đúng không? Nhưng mà ông là bây giờ chia phần rồi, bây giờ là bố của hai cháu là bán đất đi rồi. Vâng. Ngày trước là ông ở với hai cháu, ở với bố hai cháu đúng không? Thế mà về sau là bố cháu là không, bây giờ là không biết là mất hay chưa thì mình cũng không xác định được. Nhưng mà tuy nhiên là hiện tại là bố hai cháu đã không ở nhà. Nói chung là như thế, là bây giờ là cả ba ông cháu là sang ở với anh. Hiện tại là anh còn con nhỏ, là anh có nói là không có khả năng là nuôi ba ông cháu. Thì bây giờ anh cũng có một cái ý kiến là cũng muốn là cho chia cho ba ông cháu một ít đất cũng như là cái chỗ để làm nhà cho ba ông cháu ra ở riêng quý vị. Đấy. Dù có thưa nhưng nếu không là được gì. Đúng rồi. Thế là bây giờ là mong muốn là có ba ông cháu dựa vào nhau ấy, kiểu như thế. Đấy. Ông là vẫn thương hai cháu nhỉ? Thương mà. Vâng. Qua là cũng trước là ở với lại anh trai thì cũng không không may thì anh trai cũng không bình thường, thì bây giờ không ở nhà rồi là cũng sang đây là ở nhờ với nhà chú đây. Vâng. Chú thì cũng khó khăn, chú thì có con nhỏ không có khả năng nuôi hai cháu. Thế nãy chú cũng nói thẳng mà. Chú thì... Vâng. Anh là sinh năm bao nhiêu anh? Anh tuổi? 2000 à?
2000 nữa ạ. Là có một số chai ra phụ bình nữa chứ mà. Cái thực ra. Chứ mà. Tôi đâu rồi, hôm nay thì vâng, vâng, uống nước đi, cả nhà uống nước đi. Vâng. Thôi thì hôm nay cũng vào là cũng có cả, lẽ ra là có cả anh Báo nọ, nhưng mà anh hôm nay thì cũng bận. Vâng. Vâng, thì hôm nay vào thì cũng nói chuyện như thế rồi. Thì tức là đi trung tâm bảo trợ ấy, thì các cũng như là có bác với anh em trong nhà mình là cũng không muốn, đúng không? Vâng, là muốn là các cháu là cũng ở đây, bởi vì cái nguồn gốc ở đây. Thì cái đấy thì mình cũng không thể trách được, nhưng mà tuy nhiên là nếu mà vào đấy thì cũng tốt đấy. Nếu mà kể ra, nếu mà cái trung tâm bảo trợ ấy là cửa khu mình này, là vừa chị nói là cũng có một cháu đi ạ, đúng không? Cháu, có một cháu đi. À. Cháu đấy là không đấy không mua, hay là bác Quý và Vân đưa đi. À thế. Trước kia là bác Quý nó vẫn đang là bí thư nè, ông bắt đấy vào đây thấy khổ quá thì mới đưa đi. À vâng vâng. Ở cái khu vực mình này, nếu mà cái chỗ nào mà thấy ấy quá thì chị có thể liên hệ với em, bởi vì em cũng có mấy cô chú bên nước ngoài, người ta tài trợ hết là từ A đến Z, nuôi các cháu đến đủ 5-18 tuổi. Các cháu muốn về cũng như là ở trong đấy học nghề luôn mà. Như thế là em thấy là tốt nhất đấy. Vâng. Nhưng mà ở phía gia đình đây thì với lại có cả họ hàng đấy, thì nếu mà tuy nhiên là không muốn là các cháu đi, nhưng mà cũng mở lối cho các cháu như thế là cũng rất là tốt rồi. Ở đây thì cháu bé cũng rất là mong muốn được cả các mạnh thường quân cũng như là các nhà hảo tâm cùng nhau chúng thầy giúp đỡ một chút, để ba ông cháu có một cái nơi ăn trốn nghỉ nó được thoải mái hơn một chút. Hiện tại thì ba ông cháu đang ở nhà của hai cháu đây thôi quý vị. Theo lời chị Lía thì cũng như là các bác hàng xóm đây thì nghe chị nói là ông thì vẫn rất là thương hai cháu, tuy nhiên là không có cái quyền hạn gì ấy ở trong nhà người anh chú này, cho nên là cũng khó khăn về cái phần gọi là riêng tư cho hai cháu ấy, quý vị. Hôm nay thì mình vào mình cũng không dám mua cái gì nhiều quý vị. Tức là mua chỉ đầy đủ về cái phần các cháu ăn trong ngày thôi nhá quý vị nhá. Bởi vì mình cũng được sự đóng góp của mọi người là nếu mà lấy vào nhiều thì liệu các cháu có được sử dụng không ấy. Mình rất là ngại cái chỗ đấy. Mình cũng muốn là mua cả gạo vào, nhưng mà thôi cứ để từ từ, để hôm nay mình vào mình nói chuyện xem là như thế nào. Đấy, bây giờ là các cháu đây hôm nay thì mặc bộ quần áo mới này vào thì nhìn cũng sáng sủa hơn rất là nhiều. Vâng ạ, như quý cô bác anh chị vừa thấy là cuộc hội thoại của mấy anh em mình cũng như là cả bên chị Lía. Bên chị Lía này thì hôm nay cũng được sự dặn dò của trên xã, bởi vì trên xã hôm nay thì có một cái sự kiện không thể đi vào đây được. Nên là chị Lía cũng thay mặt trên xã vào đây cũng nói chuyện với lại cả mình ba mặt một lời để xem là có đưa được hai cháu đi cái trung tâm bảo trợ hay không. Tuy nhiên thì lúc em bé vừa nói chuyện xong ấy, thì có gia đình cũng như là có họ hàng, có một chú là họ hàng của các cháu quý vị nhé, đang ngồi trong kia thì cũng cái ý là không muốn các cháu đi vào cái trung tâm bảo trợ. Thì cái điều này thì em bé cũng chưa rõ như thế nào, nhưng mà tuy nhiên thì gia đình của anh chú này cũng muốn là mở lối cho hai cháu một cái con đường, đó là cho một cái mảnh đất làm nhà. Tuy nhiên cái mảnh đất này nếu mà được mọi người chung tay giúp đỡ ấy, thì cháu bé cũng sẽ làm về cái phần giấy tờ các thứ tất tần tật về để cho hai tức là ba ông cháu. Và ông ở đây thì theo sự tìm hiểu
kỹ của mình lại thì ông thì vẫn rất là thương hai cháu, nhưng mà tuy nhiên mà đi vào ở nhờ với lại hai chú cho nên là cũng không có cái vật chất của cải gì, cho nên là ông cũng không có cái quyền hạn gì ở trong cái gia đình của người chú này. Thế nên là ông hiện tại ở đây thì cũng vẫn đang rất là chật vật ở trong căn nhà anh Tủa này quý vị. Và qua cái video này em bé rất là mong sự chung tay góp sức của cộng đồng cũng như là góp ý của comment của các khán giả, các mạnh thường quân để em bé có một cái phương pháp giải quyết cho hai cháu nó được ổn thỏa nhất quý vị. Nhìn cháu rất là thương, đây là cháu thứ hai hôm nay đi học thì chủ nhật này được ở nhà rồi này. Thì các cháu cũng vừa ăn uống, ăn mì xong. Con tên gì con nói đi. Con nói đi. Con tên gì, con đi học con phải biết một chút chứ. Con tên gì? Con ngại à? Hôm nay là cháu bé là có lỗi một chút là không mua cái áo phông bên trong. Thì ngay buổi sáng ngày mai thì mình sẽ tiếp tục đi vào đây để mua những cái số quà này cho hai cháu. Và thứ hai là cháu bé cũng không mua nhiều quý vị nhé, bởi vì thời điểm hiện tại thì cháu bé có nhận được rất là nhiều các cô chú ở trong nước cũng như là ở các tỉnh thành ấy thì cũng đã dặn dò là mua thì mua, thứ nhất là mua ít, thứ hai là bởi vì mua nhiều vào thì sợ hai cháu không được sử dụng ấy, thứ hai là các cô ấy đang gửi lên đây rất là nhiều, 3-4 cô gửi những cái thùng quà lên cho hai cháu rồi. Em bé cũng rất là mong được hai cháu sử dụng vào cái phần quà đó để làm sao nó thật là ý nghĩa. Và cái số chăn này thì hôm nay mình có định mua 2 cái quý vị. Tuy nhiên thì sáng nay thì cháu bé có nhận được một lời của một mạnh thường quân ở dưới miền xuôi, tức là cũng gửi thêm chăn cũng như là quần áo lên cho hai cháu rồi, nên là cháu bé không mua nhiều quý vị nhé. Mua một cái chăn, cái này cũng loại chăn phao này. Hiện tại thì mình cũng đắp cái loại này quý vị. Loại này cũng rất là ấm. Hai anh em thì cũng thoải mái đắp, tuy nhiên là cái chiếc giường hiện tại này là chỉ có 70 phân thôi quý vị nhé. Hai anh em ngủ tại đây. Hôm nay thì mình ý định từ đầu ấy mình cũng muốn là mua một cái chiếc giường cho hai cháu, nhưng mà tuy nhiên thì cái cuộc hội thoại này xong thì xem là hai cháu như thế nào thì mình mới dám sắm sửa thêm cho các cháu quý vị ạ. Bởi vì là các cháu ở đây thì hết sức là khó khăn, cũng như là những cái video trước quý các bác anh chị đã biết rồi, cũng như là chị Lý đã chia sẻ. Như thế thì mình cũng rất là đau lòng khi mà vào đây gặp hai cháu như thế quý vị ạ. Con quần áo mới có vui không con? Có vui đúng không? Quần áo cũ kia con vứt đi nhá, con không mặc nữa nhá, rách hết rồi. Lúc nãy vào là cháu vẫn còn mặc y nguyên. Một cháu là mặc y nguyên bộ hôm nọ. Một cháu là cháu này thì quần áo thì vàng hết này thì rách. Đúng quần nào thì rách túi, nhìn thương rất là thương mọi người ạ. Đây là cháu thứ hai. Ăn mì xong chưa con? Ăn mì tôm xong chưa? Hả? Ăn mì tôm xong chưa? Thôi được rồi. Thế con vào đây, hai con thử nằm vào đây chú xem là cái giường này nó như thế nào mà hai con ấy được. Con thử nằm xuống đi, con thử nằm xuống, hai con nằm ngủ kiểu gì mà ngủ được trên một chiếc giường có 70 phân này. Thử nằm xuống xem nào. Nè, con thử nằm xuống xem mà có vừa không? Mới buổi tối con nằm kiểu gì? Đấy. Thế này là cửa quậy là cẩn thận là lăn xuống dưới đất nhá. Hôm nay là thấy mừng hẳn rồi quý vị. Đây chăn con đây nhá, tối nay lấy về đắp nhá. Con nhá. Đấy. Con là kẹo bánh sữa ấy. Thì con cứ mang ra ngoài này mà để mà ăn nhá hai con ấy. Ăn không hết ấy, là cứ mang ra bên ngoài này để ăn hết, chú lại mua nhá. Nhá. Rồi ok. Ở đây nói nhỏ thôi chứ. Ở đây là cô chú nói chung là cái bánh kẹo thứ mình mua vào ấy, ý là có cất đi thì bảo luôn, lần tới mình vào là hai cháu mách mình luôn ấy. Để xem là chú có sử dụng vào của hai cháu, nói nhỏ thôi. Yeah,
cho tôi mà này đang cầm lên này cái tủ máy tôi phải ok chưa sẵn rồi phải không rồi được rồi đấy hai cháu là nằm mà hôm nay có quần áo mới thấy tươi cười hẳn đấy à chú vừa mua bánh kẹo kia nhá xong rồi à, mua à, các thứ vào cho con này hai con tự giữ gìn nhá nhớ chưa và cái chiếc áo hôm nay của chị Lía ấy, thì là của chị Hoa ở Đài Loan quý vị và hôm nay thì cũng một cái tin mừng cho em chứ là có một phần quà của chị Hoa Đài Loan đó là 2 triệu đồng tiền mặt nữa thì anh sẽ đưa cho em để em sử dụng số tiền đấy nhá. Chị có nói là khuyến khích em đi theo anh để một là còn vừa phát triển thêm, thứ hai là vừa phiên dịch hộ giùm anh luôn ấy. Chị cũng rất là quý em, chắc là cũng gọi điện cho em rồi hay sao ấy, đúng không? Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ đưa số tiền mặt này cho em nhé. Ok. Đây rồi, còn chị Lía năm nay có mấy cháu rồi? 2 cháu rồi. 2 cháu à, để ít thôi chị nhá. Thế là đủ rồi. Vâng, 2 cháu trai, 2 cháu gái. 1 trai 1 gái thôi. À, thế là được rồi. Chồng chị Lía sinh năm bao nhiêu? Với bằng tuổi chị. Bằng tuổi à? 98 à? 98 rồi. Ôi dồi ôi, 98. Được 92. Được 92. Anh nhá, gọi anh nhá. Anh à? Ôi rồi. Em ơi. Rồi em nữa. Thế là nhìn em trẻ hơn phải không? Thôi được. Thôi được rồi. Và đây là số tiền 2 triệu đồng của chị Hoa ở Đài Loan. Có gửi phần quà cho em chứ. Hôm nay tiện em ở đây thì anh cũng trao cái số tiền mặt này cho em luôn nhé. Vâng, thưa em cũng xin cảm ơn chị Hoa rất nhiều. Xin chúc gia đình chị luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, em thay mặt chị thay mặt em chứ cũng xin chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay là cái cùng với số quà mà trao cho em chứ này cũng như là cái áo của chị ấy là của chị Hoa ở Đài Loan là tách riêng của nhà hai cháu, tức là mạnh thường quân khác là muốn gửi riêng cho hai anh chị thôi. Vâng, được thôi, được rồi. Thế thì hai cháu ở nhà các chú ấy nghỉ ngơi nhá. Vâng, chị là sinh năm bao nhiêu? Cứ biết nói á. Thím ấy. 92. 92 á. 92. 99 à? À, thế là anh chồng là 2000. Đúng rồi. Đúng là vào 2000 đâu. Vâng. Thế nhà bác là ngay bên này à? Vâng, nhà em là ở dưới này, nhà có 2 nhà, một nhà cũ ở đây. À, thế à? Đây, chuyên gia là công an viên với lại truyền thông cũ ở đây. À, mình là công an viên trưởng thôn cũ của thôn đúng không? Vâng. À, rồi. Vâng, ok anh. Vâng, hôm nay thì sau khi mà đã vào nhà hai cháu mồ côi, bây giờ hiện tại thì các anh chị em, như là cả em chứ đây, là cũng đang ra về rồi. Em bé một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân, cũng như là các nhà hảo tâm đã gửi tặng phần quà rất là ý nghĩa đến hai cháu. Hôm nay thì em bé đang bâng khuâng về một cái phần, đó là chiếc áo phông cho hai cháu. Thì ngay buổi sáng ngày mai thì em bé sẽ lấy vào cho hai cháu quý vị ạ. Và một lần nữa thì em bé cũng xin chân thành cảm ơn chị Hoa ở Đài Loan đã gửi phần quà đến em chứ cũng như là chị Lía trưởng thôn ở đây. Một phần quà rất là ý nghĩa anh ạ. Và cái video của mình chia sẻ đến đây cũng kết thúc rồi. Mọi thông tin đóng góp của mọi người thì mình sẽ cập nhật liên tục. Và mọi ý kiến của mọi người thì xin mời mọi người hãy comment ở phía dưới video nhé, để mình làm sao mà có một cái phương hướng xử lý tốt nhất cho hai cháu thời điểm hiện tại quý vị. Còn bây giờ thì mình cũng xin chào và hẹn gặp lại.